Bùi Tiến Dũng đá bay cơ hội đoạt cúp quốc gia của Viettel. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng là cầu thủ duy nhất đá hỏng khiến Viettel thua Thanh Hóa 3-5 ở loạt luân lưu chung kết cúp quốc gia 2023 gặp Thanh Hóa. Trận đấu trên sân Thanh Hóa tối ngày 20 tháng 8 diễn ra với thế trận chặt chẽ. Hai đội tạo ra ít cơ hội và không dám mạo hiểm trong khoảng 20 phút cuối trận, chờ sẵn cho loạt luân lưu. Tại đây, Thanh Hóa xuất trước, cùng lợi thế sân nhà. Trong hai lượt đầu, Paulo Conrado và Lê Thanh Bình đều đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong, ảnh. Với Viettel, Nguyễn Hoàng Đức sút đầu tiên và thành công. Anh xoay người quanh sân, giơ ngón tay đặt lên môi ra dấu cho cổ động viên Thanh Hóa im lặng, đồng thời thúc đẩy tinh thần cho đồng đội. Thế nhưng, ngay lượt sau, đội trưởng Bùi Tiến Dũng sút trúng xà ngang khiến Viettel bất lợi. Trung vệ sinh năm 1995 vốn là cầu thủ bản lĩnh trên chấm 11m. Anh từng thi đấu dưới sức ép lớn hơn nhưng vẫn sút luân lưu chính xác giúp Việt Nam thắng Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2018 hay thắng Jordan ở vòng 1/8 ASEAN Cup 2019. Nắm lợi thế lớn, Thanh Hóa không mắc sai lầm ở lượt sút của Gustavo Santos và Đàm Tiến Dũng. Đến lượt thứ 5, Bruno Cunha dứt điểm quyết định giúp Thanh Hóa thắng chung cuộc 5-3. Các thành viên đội bóng xứ Thanh ăn mừng cùng nhiệt với nhau. Sau đó, tất cả tập trung nâng bổng huấn luyện viên Velija Popov chúc mừng. Thanh Hóa đoạt cúp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử, là danh hiệu lớn thứ 2 sau 13 năm kể từ siêu cúp quốc gia 2009. Ông bầu cao tiến đoan, áo trắng, người tiếp quản đội từ cuối năm 2020, xuống sân chung vui. Trước đó, đội bóng từng được đầu tư nhiều hơn dưới thời chủ cũ là Bầu Đệ nhưng thành tích tốt nhất chỉ là Á quân V-League 2017 và 2018. Thành công của Thanh Hóa có công lớn của huấn luyện viên Popov, phải. Từ đội bóng không được đánh giá cao trước mùa 2023, họ đoạt cúp quốc gia và chắc chắn nằm trong top 4 V-League. Trên đường đến ngôi vương, Thanh Hóa lần lượt hạ 4-0 Bà Rịa, Vũng Tàu vòng 1/8, 1-0 Phù Đổng ở tứ kết, 4-1 PVSCANG ở bán kết, trước khi thắng Viettel ở chung kết. Đội còn một trận ở vòng cuối giai đoạn 2 V-League 2023 gặp Công An Hà Nội ngày 27 tháng 8. Dù đã hết cơ hội vô địch, Thanh Hóa vẫn có thể tác động đến cuộc đua. Hiện, Công An Hà Nội có 37 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Hà Nội Fan Club, đội sẽ đấu Viettel ở hàng đẩy. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.